kinh văn thử danh tu tâm vô vệ tự thất ngộ tắc vô cữu phi vi thánh chứng nhược tác thánh giải tắc hữu ức ma nhập kỳ tâm phủ đán tịch toát tâm huyền tại nhất xứ thất ư chánh thọ đương tổng luân trị việt dịch đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ nên tự gây ra lầm lạc nếu nhận biết được thì không lầm lỗi không phải là chứng thánh nếu tự cho mình chứng thánh liền bị loài ma nhớ nhập vào tâm ngày đêm giữ tâm treo vào một chỗ bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm giảng đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ nên tự gây ra lầm lạc trong phạm vi của thọ ấm điều này được gọi là tu tập mà thiếu trí huệ nên tự gây ra sai lạc quý vị chưa được phát trí huệ nhưng đừng bận tâm vì chưa phát trí huệ nếu nhận biết được thì không lầm lỗi nếu quý vị hiểu ra đó chỉ là một cảnh giới thì không có chuyện gì nhưng nếu không hiểu được thì quý vị luôn luôn vướng vào chấp không và ngưng trại trong sự tĩnh lặng nếu quý vị luôn luôn tán tâm trong sự mơ tưởng thì quý vị sẽ bị tiêu trầm và sẽ không thành tựu được đạo nghiệp trạng thái này không phải là chứng thánh điều này không có nghĩa là anh vừa chứng đạt được một điều gì hay tự nhận mình là thánh đừng nhận giặc làm con nếu tự cho mình đã chứng ngộ thì sẽ bị loài ma nhớ nhập vào tâm ông có nghe chăng điều này thật là nguy hiểm nếu ông xem đó là cảnh giới tốt lành một loại ma nhớ sẽ đến và giúp cho ông nhớ kỹ mọi việc còn nếu ông không thể nhớ được điều gì hết thì sao nó sẽ giúp cho ông nhớ nó biết ông muốn nhớ nhiều việc đến trường nào nó liền nhập vào tâm ông để giúp cho ông nhớ đến trường đó ngày đêm như giữ tâm treo vào một chỗ tâm ông sẽ bị thu hút và giữ vào một điểm Bỏ mất tránh định sẽ bị chìm đắm, khi thiếu tránh định không dễ đạt được tránh định sẽ bị chìm đắm, trong tương lai sẽ đọa vào địa ngục.